Thưa quý vị và các đồng chí, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với các làn sóng dịch lần thứ ba, thứ tư, tác động làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặt ra những nhiệm vụ nặng nề đối với công tác công an nói chung, công tác hậu cần nói riêng. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ, công tác hậu cần công an tỉnh, thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu công tác đầu năm đều đạt và vượt, mang đến một năm 2021 thành công, nổi bật trên mọi phương diện. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hậu cần, ngay từ đầu năm, cấp ủy lãnh đạo phòng thống nhất giao chỉ tiêu và triển khai các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phát động đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ, người lao động của đơn vị, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Một trong những khâu đột phá nổi bật của phòng hậu cần đó là đã tham mưu cho ban giám đốc ký quyết định số 1972 ngày 29 tháng 10 năm 2021, ban hành bộ thủ tục hành chính trong thanh quyết toán các nguồn kinh phí trong nội bộ công an tỉnh và triển khai từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, đã giảm bớt, đơn giản hóa các bước thực hiện, số lượng hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu, đặc biệt là rút ngắn rất nhiều thời gian thanh quyết toán, giúp cho công an các đơn vị địa phương thuận lợi hơn rất nhiều trong thanh quyết toán các nguồn kinh phí, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng của công an tỉnh. Cái bộ thủ tục hành chính liên quan đến tài chính hậu cần của phòng hậu cần thì đây là một cái điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2021. Thì trước đây thì Đảng ủy ban giám đốc và công an tỉnh tập trung về cái cải cách các cái thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, thì đây là lần đầu tiên công an tỉnh quan tâm chỉ đạo các cái phòng ban chuyên môn xây dựng các cái bộ thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến nội bộ của công an tỉnh, góp phần xây dựng cái nền hành chính và cũng như là góp phần nâng cao cái chất lượng hiệu quả cái công tác cải cách hành chính của công an tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 63 ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chủ trương đầu tư dự án hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh, phòng hậu cần đã chủ động đề xuất ban giám đốc tham mưu và được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera giai đoạn 1. Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở ngành liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị. Ngày 12 tháng 4 năm 2021 đã tham mưu tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động, góp phần làm chuyển biến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Với chức năng nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã chủ động cân đối, điều chỉnh, phân bổ các nguồn kinh phí trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, chủ động nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện và tham mưu ban giám đốc ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản trong công an tỉnh và chương trình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó đã tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng trong mua sắm, sửa chữa vật tư, phương tiện, 7 tỷ đồng trong tổ chức đấu thầu xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình. Trong công tác quản lý tài sản và trang cấp, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất ban giám đốc mua sắm, trang bị, thanh lý, tiêu hủy các loại phương tiện, thiết bị, vật tư, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng phục vụ yêu cầu công tác, nhất là các lực lượng trực tiếp chiến đấu, công an cơ sở. Trong đó đáng chú ý là kịp thời mua sắm phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất, phục vụ việc thành lập mới 2 đơn vị cấp phòng, giúp các đơn vị sớm ổn định và hoạt động hiệu quả. Cái phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an tỉnh được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Thì bắt đầu từ khi mà đơn vị được thành lập, cơ sở vật chất rất là thiếu thốn, phòng hậu cần đã là tập trung để giải quyết nhanh chóng, kịp thời để cho đơn vị đi vào hoạt động. Trong quá trình đơn vị trực tiếp chiến đấu thì phòng hậu cần đã thực hiện về công tác hỗ trợ về phương tiện cũng như là con người cũng như là trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí chiến đấu
ngay các cái chuyên án bắt đầu bước vào để đấu tranh chuyên án là đã phải là có sự xuất hiện của phòng hậu cần để thực hiện công tác hậu cần tác chiến ngay cho đơn vị. Ta thấy là một sự hỗ trợ hết sức là trách nhiệm, hết sức là chuyên nghiệp và hết sức là nhiệt tình. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là làn sóng dịch lần thứ 3, thứ 4 đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công an tỉnh, Phòng Hậu Cần đã chủ động tham mưu triển khai nhiều biện pháp, giải pháp công tác phòng chống dịch trong nội bộ Công an tỉnh, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Trong đó đã tham mưu Ban Giám đốc đề xuất Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp vaccine và tổ chức tiêm vaccine cho 100% cán bộ chiến sĩ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án cho cấp độ phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực xét nghiệm, cách ly, điều trị. Từ đó giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nói riêng và các nhiệm vụ chuyên môn nói chung. Năm 2021 là một cái năm vô cùng đặc biệt đối với lực lượng công an. Chúng ta vừa phải đảm bảo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác phòng chống dịch. Trong đó thì phải nói là ghi nhận những cái đóng góp hết sức là quý và lớn của lực lượng hậu cần, trong đó có lực lượng y tế công an. Vừa làm tốt công tác đảm bảo phòng chống dịch trong nội bộ công an, cũng như là hỗ trợ cho các cái lực lượng khác, ví dụ như là côn đảo trong công tác tiêm chủng vaccine. Bên cạnh đó thì phòng hậu cần cũng đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc thành lập các cái cơ sở cách ly tập trung cho cán bộ chiến sĩ, cũng như là cách ly cho can phạm nhân, cũng như là cái bệnh viện dã chiến để chữa trị bệnh nhân COVID là đối tượng can phạm nhân ở các cái trại tạm giam. Đảng ủy, Ban Giám đốc cũng đã có những cái hình thức khen thưởng kịp thời để động viên cũng như là ghi nhận những cái thành tích hết sức to lớn của lực lượng y tế trong năm 2021. Bên cạnh việc triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Hậu Cần còn tích cực tổ chức phát động cán bộ chiến sĩ của đơn vị và vận động các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, vật chất, tổ chức các hoạt động khám bệnh từ thiện, an sinh xã hội. Trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chuyến công tác tại huyện Côn Đảo, trao tặng máy thở cho Trung tâm Quân Dân Y huyện Côn Đảo, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công. Các cháu học sinh vượt khó học giỏi. Cũng trong năm qua, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội nhân dịp lễ Tết, mang lại ý nghĩa thiết thực, được Ban Giám đốc, các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Liệt sĩ Lê Văn Đương, trước đây là ở công an Châu Thành Đồng Nai, hiện giờ là công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các cô các chú vô đây, bữa nay là nghĩ tới gia đình, đem quà vô thăm và vô viếng gia đình. Xin cảm ơn chính quyền địa phương đây trước đã, rồi xa nữa là ngành công an, hậu cần bên ngành công an quan tâm đối với gia đình liệt sĩ. 11 lượt tập thể, 32 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Cùng với đó, tập thể Phòng Hậu Cần được Công an tỉnh thống nhất đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị trong năm 2021 vừa qua.